Hello Việt Thảo, xin chào các bạn. Hôm nay Việt Thảo đang đứng trước quý vị cũng như các bạn thấy đây một dọc nước uống nha. Ở đây có 7up nha, Sprite, ở đây nước uống của tất cả các hiệu. Bên này có cái máy, bên này có cái máy. Ở dưới này có cà nha, rồi có ly, đủ thứ hết. Làm chuyện gì đây? Hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Ai muốn sức khỏe mình tốt nên theo dõi cái video này và nghe chúng tôi trình bày. Con người ta có hai cái mà cần thiết trong đời sống hàng ngày phải bỏ vào trong miệng của mình, đó là thức ăn và thức uống. Ở đây tôi không nói về thức ăn, chỉ nói về thức uống. Nhưng cái nước uống này nó lại liên quan đến cả thức ăn trong vấn đề nấu nướng chẳng hạn, rửa ráy chẳng hạn. Ok, cái nước uống này như thế nào mà Việt Thảo phải dành thời gian nghiên cứu để giới thiệu và hướng dẫn các bạn để theo dõi. Để chi? Mục đích của Việt Thảo ngày hôm nay để cho mọi người có đời sống tốt đẹp hơn. Cái đời sống tốt đẹp hơn đó nó liên quan đến cái sức khỏe của mình. Mà cái sức khỏe của mình nó có được hay không là liên quan tới cái nguồn nước uống. Nếu nói nước uống trên thế giới này, tất cả các nước Âu Châu tiên tiến, kể cả nước Mỹ nha, Canada, nước chúng ta có thể uống nước ngay từ trong cái máy nước đưa ra, từ sinh nha, từ cái nước rửa mặt nha, chúng ta đều uống được hết, đều đã được khử trùng sạch và đúng tiêu chuẩn để uống được, nó gọi là tap water. Như vậy thì tại sao có nhiều người người ta chỉ dùng cái tap water, cái nước máy đó để nấu nướng mà người ta không uống? Người ta phải qua cái bình lọc. Có người ta không uống nước lọc luôn, người ta đi ra ngoài kia mua nước về uống. Thực ra nó cũng là nước lọc từ cái máy lọc lớn. Trong những cái chai, có người mua nước vô chai sẵn, chai lớn, chai nhỏ, cái tiền tốn rất nhiều. Mỗi một chai, và có người đi ra phi trường nha, uống một chai nước tốn 2 đồng, 3 đồng vẫn phải mua uống. Vào trong hotel, mình có thể uống nước từ cái nguồn nước máy đưa ra mà. Nhưng không, mua một chai nước ở hotel có thể 1 đồng, 2 đồng vẫn mua uống. Để chi? Mình muốn uống nước trong sạch để cho cơ thể mình không bị những hóa chất hay những cái làm độc hại tới cơ thể. Như vậy thì cái nước mà Việt Thảo giới thiệu ngày hôm nay đến với tất cả mọi người là nước gì? Tôi nói nha, nó gọi là Kangen Water. Cái chữ này ngày hôm nay tôi mới biết. Trước đây tôi chỉ nghe nói loáng thoáng, không biết nói luôn. Bữa nay mới biết Kangen Water. Kangen Water là nước Kangen. Nước Kangen từ đâu mà ra? Thì hôm nay tôi muốn mời ba người có cái quan hệ mật thiết với Kangen Water để giải đáp, để nói chuyện với chúng ta, để mọi người biết thêm về cái loại nước này, coi có cần thiết trong đời sống mình hay không. Nhưng đối với Đức Thảo, tôi nói trước cho quý vị biết là rất cần thiết, cho nên quý vị nên nghe và nên theo dõi. Người thứ nhất giới thiệu đây là anh Tân. Anh Tân là nhà phân phối cái Kangen Water, những cái máy nhé. Giới thiệu ở đây là anh Đăng. Anh Đăng là dược sĩ nha. Anh sẽ cho chúng ta những kiến thức khoa học và cái sự hiểu biết của anh về cái Kangen Water như thế nào. Và đây, người thứ ba bên cạnh là anh Peter Hà. Anh Peter Hà là nhà phân phối cái máy Kangen Water. Rồi, địa chỉ chúng ta sẽ có, email sẽ có, điện thoại sẽ có. Có để làm gì? Để gọi liên lạc mình mua, mình tìm hiểu, hỏi những câu hỏi cần thiết. Bây giờ có cần chưa? Chưa, chút có nha, sẽ có. Ngay bây giờ lập tức Việt Thảo cho mọi người biết, tôi hoàn toàn không biết về Kangen Water. Tôi hoàn toàn không biết những chai nước này nó cái hợp chất, hóa chất hay tinh khiết như nào, hoàn toàn không biết. Cái đó anh xác nhận không? Anh Tân xác nhận. Tôi hoàn toàn chưa biết, đồng ý không? Dạ, biết là ngày hôm nay. Cho nên tôi sẽ thắc mắc và hỏi tất cả những cái gì tôi muốn tìm hiểu. Có thể đó là những câu hỏi của các bạn. Những người nào đã biết cái Kangen Water rồi, không cần thiết phải nghe. Hay là mình chưa mua, mình chưa có sử dụng, thì cũng nên nghe để coi có thay đổi được không. Cái suy nghĩ, cái quan niệm mình về nước uống. Còn các bạn nào chưa biết, tôi đề nghị nên nghe nha. Vì nó sẽ giúp chúng ta thay đổi cả một đời sống của con người. Ok. Bây giờ bắt đầu từ cái chỗ nào đây? Anh Tân là nhà phân phối. Yeah. Anh có thể trình bày sơ nét về vấn đề cái Kangen Water hay tại sao mọi người phải dùng đó. Dạ, xin chào anh Thảo. Cảm ơn anh Việt Thảo nhiều. Thì Tân xin giới thiệu về cái máy Kangen Water này. Là máy này làm tại Nhật Bản 100%. Đó, đã có trên thị trường là 42 năm. Và đồng thời là xài ở bên Nhật là trên 40 năm như vậy. Thì đến năm 2003 thì sản phẩm này được đưa ra trên toàn cầu và hay vào nước Mỹ và trên toàn cầu. Như vậy thì máy này đã có lâu? Có lâu, 42 năm, chính xác là 42 năm rồi. Wow, yeah. Như vậy 42 năm qua cái máy này nó bị cũ không?
Thật sự ra không có bị cũ. Tới những cái máy mà khi mà công ty sản xuất mấy chục năm tới bây giờ vẫn upgrade lên, vẫn xài, người ta mình vẫn có. Đây là cái máy này là cái máy nhỏ nhất. Dạ, yeah, máy nhỏ nhất. Còn cái máy này là cái máy chưa lớn nhất luôn. Chưa lớn nhất mà đời mới nhất. Mình có bao nhiêu đời của nó rồi? Tổng cộng là 8 cái. 8 đời, 8 cái. Cái này cái thứ 7. Dạ. Yeah. Còn cái thứ 8 là commercial, là để cho trong nhà hàng đó. Bởi vì nhiều khi người ta nói ô cho nhà hàng thức ăn đây ngon, nhiều khi do nó nấu bằng cái kangen water. Đúng rồi. Mình không biết. Yeah. Phải không ạ? Yeah. Mình nấu bằng cái nước tap water đó, có khi cái chất chlor, chất khử trùng nó làm cho cái mùi vị nó có cái mùi, thành ra cái thức ăn không tinh khiết bằng cái kangen water. Rồi, bây giờ qua anh Đăng là dược sĩ nè. Yeah. Anh cho một cái kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng kangen water. Dạ, đầu tiên thì trả lời câu hỏi của anh thì chữ Kangen đó, tiếng Nhật dịch ra đó là return to origin, trở lại nguồn nước nguyên thủy. Như anh Việt Thảo cũng biết là lúc mà trái đất của mình mà lúc mà hình thành á thì những nguồn nước rất là trong sạch, tinh khiết. Và hiện tại bây giờ cũng có nguồn nước suối rất là nổi tiếng trên thế giới mà những người dân địa phương khi mà họ đem những nước suối về họ uống thì họ thấy sức khỏe hồi phục lại rất là nhanh. Thì chính vì thế những người khoa học gia của bên Nhật á, cách đây 50 năm, hơn 50 năm về trước, họ đã tới những cái nguồn nước suối đó, họ coi nước suối đó có cái gì đặc biệt mà tại sao những người dân local họ uống, họ lại bình phục sức khỏe lại nhanh như thế. Thì họ thấy nước suối đó có những cái đặc tính rất là đặc biệt, và đó là ba đặc tính mà trên cái hình vẽ trong đây cho mình thấy được. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Là khi mình uống những nước này, nó sẽ giúp cho mình có cái nguồn năng lượng tốt hơn và làm giảm đi sự lão hóa trong cơ thể của mình. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải, máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4-6 lần so với những cụm phân tử nước thường thấy trong nước chai hay trong những cái máy lọc khác. Ý Đăng muốn nói là cái phân tử nước là H2O, đúng không? Dạ. Yeah. Rồi, nó nhiều cái phân tử nước kết hợp lại thành tạo thành nước. Ok. Chính xác. Nước như một cụm như thế này. Yeah. Nó gọi là cluster. Đính, chính xác. Phải cluster không? Dạ. Dạ. Thì cái cục này muốn thẩm thấu vô cái cell của người ta đó, nó rất là khó. Nhưng mà cái kangen water là cái nước mà nó phân giải ra, nó nhỏ lại cho nên thẩm thấu dễ hơn. Dạ, đúng rồi. Ok. Dạ. Và đặc tính thứ ba trong cái nước kangen này là có độ kiềm cao. Có nghĩa là nồng độ pH á, từ 8.5 đến 9.5. Lý do tại sao mình phải uống nước kiềm cao, tại vì 80% đồ ăn thức uống của mình đã chuyển tải thành những chất axit dư thừa rồi. Okay. Nếu mà nó tồn đọng lâu ngày như thế và từ đó sẽ gây ra bệnh tật, đặc biệt là những tế bào ung thư là những tế bào axit rất thích sống trong môi trường có chất axit cao. Chính vì thế mà tại sao bây giờ có nhiều người uống nước Kangen này để bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh ung thư rất là hiệu quả. Cái độ pH bảo hòa là 7 phải không? Độ pH của máu của mình là 7.4, okay, nghiêng về độ kiềm một tí. Nhưng mà nếu độ pH của máu mình rớt xuống dưới 7 chấm thì cơ thể của mình rất có nguy cơ bị bệnh rất là cao. Cái anh Peter là một người phân phối. Cái đầu tiên giờ đến phút này đó nha, mọi người chưa biết còn đang nghi vấn gì lắm, nghe thì nó hấp dẫn lắm nha. Bây giờ máy này bán bao nhiêu, máy này bán bao nhiêu, mua máy nào cần xài. Cái đầu tiên bây giờ muốn mua bán thì phải liên lạc anh nè. Bây giờ làm sao liên lạc anh ở số điện thoại số mấy? Chào Như Thảo, thì xin quý vị liên lạc cho Peter Ha ở số 571-217-2899 hoặc xin liên lạc với Jennifer Nguyễn ở số phone là 442-8785. Rồi, nếu mà liên lạc email thì sao? Xin email cho Peter Ha, phd.peterha@yahoo.com. Ok, có một điều như thế này. Cái Kangen Water này đó, mình lên mình đánh cái chữ này vô Google tìm thiếu gì để tài coi. Nhưng bằng tiếng Việt rõ ràng mà mình biết chính xác cái người như là Peter Hà đây, cứ gọi cho anh Peter Hà ở số điện thoại là 571-217-2899 nha. Hoặc là liên lạc với cô Jennifer ở số điện thoại 301-442-8785. Thì quý vị sẽ được giải thích cặn kẽ về tất cả những sản phẩm này. Rồi, bây giờ nếu bây giờ người ta nói nghe nữa đó thì người ta nói nghe hoài, tôi muốn thực tế tôi muốn mua cái máy thì bao nhiêu? Bây giờ thử nha. Nếu cái máy này thì bao nhiêu tiền? Cái máy này là giá chính là 1.480 đồng. 1.480 đồng, vừa nghe nói là lập tức tắt máy cái bụp liền, không thèm mua luôn. Tại sao phải mua 1.400 mấy chục đồng chứ vậy? Phải không nè? Rồi, cái máy này bao nhiêu? Cái máy này là cái máy thấp nhất ở trong gia đình xài, với cái giá là 4.980 đồng. Thấy không? Nghe nói 5.000, forget it, không mua. Nếu tôi nha, tôi sẽ không mua mấy cái máy này nữa. Thà tôi uống nước lạnh, thà tôi đưa mua nước trong chai, về tôi uống sướng hơn.
tội tình như cái máy để nhà vừa tốn điện hao điện rồi nước chạy ra, nhưng mà cái máy này làm ra được bao nhiêu nước nha? Mỗi ngày khoảng 120 cái lông nữa. 120 cái lông sao uống hết? Cho nên muốn tặng cho ai cũng được á anh. Ủa chà, gia đình nha, 120 cái lông nước đem tắm còn được, đừng chi uống. Nấu ăn nha, uống được. Rồi, cái máy này đó xài được bao lâu? Cái máy này xài, cái máy này sản xuất mới nhất của công ty Enagic của năm 2016. Thì cái máy này được công ty gọi là sell life của nó là 35 năm và manufacture warranty là 5 năm. Anh nói là warranty bao lâu? Warranty là 5 năm, manufacture warranty for cái gì hư hao trong vòng 5 năm. Rồi. Nhưng mà cái sell life của cái máy này nó có thể dùng tới 35 năm. 35 năm, dùng 35 năm. 35 năm. Ok, anh nói là 4980 mà chia cho 35 năm. 3 chia cho 35 năm. Nó chạy ra 1 năm có 142 đồng 28. Ừ. 1 năm trời chúng ta tốn cho cái máy này đó là 142 đồng 28. 1 năm thì nó có 365 ngày nha, chia luôn cho 365 ngày. Như vậy 1 ngày đó mình tốn có 38 cent chính, tức là 39 cent. Cái tiền mua cái máy này tính ra mỗi 1 ngày đó tốn có 39 cent. Mà mình có 120 gallon nước để uống, mà nó là Kangen Water, nước tinh khiết, tinh chất, uống để trừ tránh bệnh hoạn, bệnh tật như uống nước thường. Trời đất ơi, mình mua một chai nước bình thường cũng 50 cent rồi. Mà cái máy nữa ra 120 gallon nước mà nước tinh khiết còn tốt hơn nước trong chai này nữa, thì tại sao mình không xài? Cái máy này nó quay bắt bỏ 5 ngàn mua liền đâu, trả góp được không? Có được quyền trả góp. Trả góp tháng cho 6 tháng, cho 10 tháng, có và cho 16 tháng. Rồi tính trung bình cái bill trả nhiêu? Trung bình mỗi cái bill chẳng hạn như là cho 16 tháng thì đau trước là 660 đồng và tiền cước phí là 23 đồng, tiền thế thì theo của mỗi tiểu bang. Và đồng thời cái tiền nữa là tiền lệ phí là 160 đồng. Tổng cộng khoảng bao nhiêu? 160 đồng. Tổng cộng là khoảng 1141 đồng. Là mỗi tháng hả? Là đau phí mình. À. Còn mỗi tháng sẽ trả là 270 đồng. Ôi quá rẻ luôn. Bây giờ là mình xài luôn 35 năm. Nhiều xin lỗi nha, nói cái này nói hơi vô duyên chút mà thiệt luôn á. Có khi mình chết rồi cái máy vẫn còn. Để mình con cái xài. Dạ, các cuộc đời luôn. Nè nghe, tôi tính là nghe tiền máy có 38 cent, 39 cent ngày à. Quá rẻ luôn. Mình có giống như mình ly cái máy đi mình trả nó có ba mươi, tính ra có ba mấy cent một ngày mà mình uống nước thoải mái luôn. Rồi bây giờ như thế này, đừng nói chi cái máy nhỏ này có ngàn mấy, ui sẽ tính ra nó còn rẻ hơn rẻ. Nhưng có một điều em phải nói rõ, tại sao có cái máy nhỏ, tại sao có cái máy lớn? Còn các nhà hàng nha, chơi cái máy commercial luôn, cái máy commercial là ra bao nhiêu nước? Là trên cái máy này 1 ngàn và mỗi ngày là làm ra được 300 gallon nước. Đó, 300 gallon nước tha hồ nha, bán phở bán gì là nấu đã đời luôn đó. Ba cái nồi phở lớn là nấu muốn chết không hết. Rồi, đương nhiên cái máy nhỏ hơn thì tôi biết chắc chắn rằng cái đồ lọc nó phải ít hơn. Yes. Cho nên cái đời mới hơn, đồ lọc nó tối tân hơn. Yeah. Cho nên tới cái này, nếu cái máy này ngàn mấy cũng được, xài được rồi. Cũng tốt lắm. Nếu nha, gia đình mình á kẹt lắm, kinh tế nó không khá, mua máy này xài cũng được. Mà đã mua máy này được thì mua máy này, trời ơi, có 39 cent ngày, có phải không? Rồi, bây giờ cho đến giờ phút này thì mọi người rất rõ ràng, con số điện thoại có, email có, giá cả của máy móc có. Và muốn biết rõ chi tiết hơn, liên lạc với anh Peter Hà nhé, hoặc là cô Jennifer ở số điện thoại Peter Hà là 571-217-2899 và số điện thoại của cô Jennifer 301-442-8785 24/24 nha, 7 ngày trong tuần và 365 ngày trong một năm. Gọi để chúng ta biết chi tiết cần thiết và deal mua bán như thế nào để chúng ta có một cái nguồn nước sạch ở trong nhà. Bây giờ đi vào cụ thể nha mọi người, nếu mà chán rồi đó thì thôi đừng coi tiếp. Còn muốn tìm hiểu coi tại sao cái Kangen Water mà ngay cả tôi biết nha, ông Donald Trump cũng uống luôn, đúng không? Còn ai nữa, còn ai uống nữa? Bill Gates. Bill Gates uống luôn, còn ai nữa? Tổng thống Obama. Tổng thống Obama, bây giờ tôi mới chọc ghẹo, tôi nói chơi nhà mấy ông đó uống Kangen Water mà đắc cử tổng thống đó. Ok, không, tại sao người ta lại uống Kangen Water, nó có mấy mươi năm nay, mà mình bây giờ có trễ không? Quá trễ rồi, nhưng mà nó chưa muộn. Trễ nhưng mà mình vẫn còn có thể sử dụng nguồn sạch được, nước sạch được. Sau buổi nói chuyện hôm nay chắc chắn là tôi xách một cái máy về trước cái đã. Là tại sao? Tôi không nghĩ cho tôi thì tôi nghĩ cho vợ tôi và con tôi. Nha? Ở trong gia đình. Tại sao ở nhà nghe tôi mua cái bình nước bự vậy nè. Nó lọc. Rồi cái gắn hoài không được rồi bỏ nằm y đó. Tôi thấy nào là ống dữ lắm luôn. Còn nữa. Trong cái refrigerator. Cái tủ lạnh nhà tôi đó. Một cái filter 50 đô la. Mà gắn vô ra nước uống nó lạc lẽo, nó làm sao á. Thì cũng rồi. Là cái filter của tủ lạnh nhưng mà 50 đô la mà xài trong vòng 5 tháng thai. Thấy chưa? Rồi, bây giờ thử uống nước
Kangen Water nó như thế nào. Bây giờ làm sao cho tôi uống thử nữa. Đây, đây là cái máy. Rồi. Em lấy ra đây. Lấy nước trong tap water. Nó chạy vô cái máy, từ cái tap nó chạy vô máy. Ok. Đặc biệt là khi cái nước thải ra là mình cho ra đây được. Giữ lại để mình xài được lại. Mình xài lại chuyện khác. Sao thơm bia quá vậy? Không có mùi vậy nha. Đương nhiên, nó trong suốt. Cái bọt chút. Nếu mà nói ngọt ngay là xạo. Không có ngọt ngay được. Ngọt ngay là chỉ để đường đúng thôi. Rồi. Nha. Đúng rồi. Nó bình thường. Nó bình thường như nước thường. Nó hơi khác chút xíu á. Hơi khác chút xíu. Nó không phải chát. Hơi khác chút xíu. Nhưng mà nó ngọt ngào, nó bình thường, không có gì hết. Có thể là chúng ta uống nước thường quen rồi. Nó có chlor trong đó, nó có thuốc khử trùng trong đó. Cho nên cái nước nó hoàn toàn khác nước này. Đúng rồi. Nước này nó tinh khiết quá. Nha. Bây giờ đó, có khi đó chúng ta đứng gần một cái người thợ sửa máy đi, hay là một cái người phu khuôn giác. Họ đổ mồ hôi, họ dơ là tại vì họ làm việc, mình đứng gần, mình nghe cái mùi. Quen rồi. Bà vợ tôi lại nghe cái mùi đó hoài à. Mà không có cái mùi đó, cái thấy nó kỳ, mới nhớ. Nha. Rồi cái tự nhiên đứng gần anh cha này, ủa sao thơm quá, nó khác, không giống cái mùi kia. Nó chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà đây là nước này tôi bảo đảm là tinh khiết hơn. Tinh khiết hơn. À, tôi hỏi cái điều này, nếu nước này bây giờ mình lấy ra rồi đó, mình có thể để dành ngày này ngày kia được không? Dạ, cái này để được trong cái, thí dụ mình để trong tủ lạnh á, được khoảng 4 ngày. Ok. Dạ. Nó vẫn còn cái alkali rồi ORP. Nếu để lâu thì nó sẽ... Nó trở về neutral lại. Sí. Như vậy thì tại sao mà mình để 4 ngày chứ mình có cái máy mình lấy lúc nào mình lúc đó. Đúng rồi. Xin lỗi nha, cạn nha. Chăm. Tôi dám uống thì các bạn dám uống. Mà thực sự 40 năm qua rồi, người Nhật và cả thế giới. Nha. Kể cả những cái người mà người ta có... tài chánh nhiều cũng có, những người không có tài chánh người ta vẫn uống được mà. Rồi bây giờ nhờ bên anh Đăng là dược sĩ, nhờ bên anh Tân là nhà phân phối, kể cả anh Peter, cho mọi người thấy được cái Kangen Water nó độc đáo hơn những cái loại nước khác như thế nào. Những cái chai nước này tôi đều uống qua hết nè. Đây là Fiji nổi tiếng. Nổi tiếng luôn. Smart. Mắc thế bà luôn á, chai này vô trong khách sạn nó để chai nước này $6. Đúng vậy. Ok, Smart Water. Gái tôi mỗi lần mua đó là cũng ở ngoài mà phi trường ngang chai này là 2,5 nè. Chai nước này ngoài phi trường, ở trong khách sạn á, để trong cái tủ mà có bục vending machine, bỏ tiền vô đô la nghe, thảy ra. Đúng ngoài phi trường cũng là 2 đồng nha. 2,5 đồng như vậy. Rồi, ôi chà cái này quen quá, Sprite nè. Để nước đá vũ ngàn ngọt đã luôn. Rồi, anh em để những chai nước này để làm gì? Bây giờ là hôm nay chọn những cái chai nước mà trên thị trường mà bán chạy và nổi tiếng như vậy đó, Tân làm cái test về cái đặc điểm của Kangen và những cái nước này có thể nó khác biệt như thế nào. Rồi. Dạ, bây giờ. Rồi quý vị coi nha. Chúng ta đã từng uống qua các loại nước này. Ô, tại sao mình không làm thử nghiệm với tap water, tức là nước. Có, em có hứng. Cái này là tap water. Là cái nước lấy từ động máy lọc ra máy ra. Rồi. Ok. Rồi thử nghiệm sao? Rồi, bây giờ em với bitter have em. Cái này muốn đựng xì nghiêng 45 độ. Rồi. Bây giờ mở nắp hết phải không? Dạ, mở nắp ra hết. Chuyện nhỏ. Và em đồng thời đổ hứng cái nước. Uống liền. Uống được, anh muốn uống. Uống. Và đồng thời em hứng cái nước 9.5 ở trong máy anh Việt Thảo. Bỏ nắp ra luôn không? Thôi bây giờ mình chỉ đổ qua đây thôi anh Việt Thảo cho người ta thấy. Đây là nước Khoan 7-Up ở đây. Rồi. Bây giờ cái này là đầy quá. Không sao. Này con. Acafina. Đổ lên. Nhiều lắm. Một phần tư thôi anh. Hả? Được chưa? Rồi được rồi đó. Cái này là của chai này. Ok. Đây lại. Cái này nha. Dạ. Cái này là Bassani hả? Đây là 9.5. Từ từ cái nào ra cái đó nha. Đây. Rồi cái này Smart Water. Mấy này học sinh khoái luôn. Còn mấy cái chai này để hù người ta này trong khách sạn. Mắc tiền thấy bà luôn. Thiếu một cái hả? Không sao. 1, 2, 3, 4, 4 5, 5, cho em cái. Thiếu là một cái. Tháp water. Rồi, tháp water. Ok. Còn bên kia là Kangen water. Kangen. Ok. Rồi để cái tháp water vô. Như vậy các bạn nhìn thấy rất rõ nha. Ở đây là những cái ly nước
theo thứ tự. Ở cái ly nước từ đây qua đó là của 7 Up nha, của nước này, của nước từng hiệu. Và ở đây là cái ly này là của Tap Water, và ở đây là cái nước của Kangen, Kangen Water. Ok, rồi. Thì trước tiên là em lấy em có cái máy OIP meter. Ok. Dạ. Yeah. Okay. Cái này là Oxidation Reduction Potential. Đang giải thích thêm cái... Có nghĩa là cái máy này nó đo được cái nước của mình có khả năng chống oxy hóa hay không. Okay. Nếu mà nó ra càng dương á, thì càng xấu. Mà nếu mà cái nút ra mà dấu trừ á, thì càng tốt cho sức khỏe của mình. Có một điều khi nó chống oxy hóa là sao? Giống như anh nhớ là trái táo mà anh cắt, anh để ngoài trời á, thì để khoảng nửa tiếng sau nó bị biến thành màu nâu. Nó là oxy hóa đó. Ở Việt Nam là oxy hóa. Là quá trình reset á. Tại vì á, trong không khí của mình cũng như trong cuộc sống của mình, mỗi ngày mình tiếp xúc rất là nhiều thành phần phân tử gốc tự do, từ không khí bị ô nhiễm môi trường, hay là khi cơ thể mình bị stress quá, áp lực quá, nó cũng tạo ra rất là nhiều phân tử gốc tự do. Hay là những người uống thuốc tây hay đang bị bệnh tật cũng bị vấn đề đó. Mà nói những nhiều cái đó... quá khó hiểu lắm. Nói đại khái là cái trái táo đúng không? Dạ, từ nửa giờ mà trái táo nè, cắt cái trái táo ra là mình phải ăn liền. Không nên để hồi nha, nó nám đen là hết. Đúng không? Đúng, chính xác. Rồi, còn cái gì nữa, còn cái gì nữa nè? Nhiều lắm. Nhiều, ngay cả củ khoai cũng vậy. Đúng rồi. Hay là rau cũng vậy, để hồi nó sầm xịt lên. Hay là hàng rào sắt mà trời mưa, trời gió nó cũng reset, là một quá trình reset. Quá trình reset. Đừng nói chi hàng rào, mình nè, đứng cả ngày mình cũng xét luôn đó. Okay. Ok, rồi. Thì em dùng cái máy này, em đo từng loại nước nha. Ok, hiện giờ trong không khí đó là 755 em, 755, 756, dao động trong khoảng đó. Ok, bây giờ bắt đầu thí nghiệm. Mình sẽ cắm cái đồ đo này vào trong, đầu tiên là theo thứ tự nha. Nước 7 Up nè, rồi nước của các loại này để mình coi nó như thế nào. Bây giờ là khoảng 733 nha, cắm nha. Ok, cái này là 715 nè, 714, 715 nhé. Rồi, bây giờ qua coi cái nước. Cái nước kế bên là bao nhiêu? Ok. Wow, cái này xuống còn 675, 674, khoảng 674, 675. Alright. Rồi, 670. Coi cái này là bao nhiêu, cái nước của này. 660, 658, 656, 655, khoảng đó, 655, 56, 57 gì đó. Ok. Là nó càng ngày càng xuống phải không? Ô, như vậy là nước thấp hơn là tốt hơn phải không? Đúng. Dạ, nước này tốt hơn. Bây giờ cái nước này chắc tốt hơn nè. Smart giờ, water. Smart water. Rồi, nó sẽ smart water là bao nhiêu? 646, 645, 644, 643, 642, 641. Ok, khoảng 640 nhé. Mắc hơn mà nó cũng tương tự nhau. Dạ, dạ. Rồi, bây giờ mình qua tới cái nước mà Fuji nè. Ok. Ồ, 629, 26, 25, 24, 23, xuống lẻ gì vậy? 621, 618, khoảng đó. 15, 16, 17, 18. Ok. Rồi, bây giờ qua cái tap water là cái nước mà trong máy nước ra nha. Yeah, của Fountain Valley. Ok, của Fountain Valley. Ồ, chà tốt cái nước uống nữa hả? 615, 614. Ồ, chà ngộ quá. Tức là cái nước, cái tap water là nước của Fountain Valley. Nó lại còn tốt hơn là nước ở mặt trong tiền. Cái chai bán nữa. Mà trong cái này lại bán tốn tiền vậy, tại sao mình không uống nước nha? Uống nước trong nhà chứ, tại sao mua cho nó mắc vậy? Rồi, bây giờ qua Kangen Water. Hả? What? Nó xuống quá trời luôn nè. Ủa, sao kỳ vậy, nó chạy quá trời luôn. Xuống tới đâu rồi, ngừng chưa? Ủa chắc còn trừ 564 rồi. Nó tiếp tục xuống nữa nè. Ủa sao kỳ vậy? Gì kỳ? Ủa? 600 mấy. Uống này có bị lạnh không vậy? Xuống qua trời 600 mấy. Ủa chắc còn tiếp tục xuống nữa, 689 rồi. Phải không nào, còn tiếp tục xuống nữa nè. Ủa chắc 709 rồi. 706, 709. Còn tiếp tục xuống không? Ủa chắc tiếp tục xuống 717, 718, 719, 720 tiếp tục xuống nữa. Ủa tại sao vậy, xuống tới chừng nào mới ngừng lận? Chưa biết. Hết rồi. Hết rồi. 727. 727 trừ 727. Không thể tin được, không thể tin được. Như vậy thì cho anh bỏ lại cái nữa, anh biết đó là liền. Ồ. Oh. À. Bây giờ bỏ lại trong soda. Soda, soda, soda. Ô cha, cộng lên liền 237, 240, 250, 200. Ô cha, từ từ chạy lên quá trời luôn nè. Thấy chưa? Wow, chạy qua lên thấy không? Qua là Kangen nè. Qua là Kangen. Rồi nha, bây giờ nó chạy lên tới 293 nha. Bây giờ trở lại Kangen nha. Kangen, Kangen Water. Ui, cha nó chạy xuống. Ngộ quá. Ok, trừ 710. Như vậy thì cái độ cộng là cho thấy cái sự lão quá, oxy quá. Oxy quá. Còn trừ đó là nó không bị oxy quá. Như vậy thì bây giờ cái nước Kangen này để ngoài nó đâu có bị oxy quá phải không?
Dạ. Ê, để lâu sẽ bị, để lâu sẽ bị. Để lâu sẽ bị oxy hóa, nó trở lại trạng thái nước ban đầu. Nhưng mà có một điều tôi lấy làm lạ, cảm ơn ta. Dạ. Tôi lấy làm lạ vô cùng luôn. Tôi nói thiệt đó nha. Ngày hôm nay tôi thấy một điều. Cái chai nước 6 đồng ở trong hotel này, chai nước 2 đồng, 1 đồng rưỡi gì đây nè. Tại sao mình uống trong khi cái nước của Fountain Valley, cái nước của Fountain Valley, cái nước tap water này đó, thì nó lại bị ít oxy hóa hơn là mấy cái nước này. Vậy thì tại sao nhà mình đổ nước bạn trong chai mình đem đi, rồi vô phi trường thì nó kẹt thôi. Nhưng mà mình cứ như vậy là rõ ràng, mình có thể uống nước ở nhà thoải mái luôn, không cần phải nước, mua nước trong chai, thấy không nè. Nhưng cái Kangen Water thì nó trừ 700 mấy điều đó, rằng cái nước Kangen Water này tốt gấp bao nhiêu trăm lần so với cái nước mà ở nhà này. Ô cha, bây giờ mới anh thấy. Anh Thảo ơi, thực sự ra mấy cái này á, mấy cái chai, mấy bình này nè, phải mất tới 6 tháng đến 9 tháng tới mới người tiêu dùng, cho nên nó dễ bị oxy hóa lắm. Mà những cái vỏ chai làm bằng cái plastic này có thể là tiết ra những cái hóa chất trong đây, đúng không? Vậy là mình bỏ ngoài trời nắng, trời gió, nó có thể ảnh hưởng đến cái chất plastic nó chảy ra, cho nên nó rất là độc hại. Đó, lý do tại sao bạn đo này xong nó cứ ngày ngày nó tăng lên. Cái này. Đó. Cái này đây là cái cần mọi người cần biết nè. À, khi mà uống nước chai đó, làm ơn nha. Nếu mình đi trong xe uống rồi, khi vô nhà nhớ xách chai nước theo. Đừng để ngoài xe, trời nóng nha. Rồi cái plastic này thấy nó vậy đó, nó không có chảy, nhưng mà nó tiết ra. Cái chất plastic này có thể bệnh ung thư. Cho nên, nếu quý vị nào uống nước chai, sẵn đây nói luôn, thì khi đi vào nhà nhớ xách vào. Đi ra thì mang ra. Còn nếu mà thấy còn dư chút đỉnh, không uống hết được á, thì đổ bỏ, thà đổ bỏ để tưới cây. Chứ đừng có giữ trong chai lâu ngày. Và đặc biệt là nước mua ở nhà, đừng bao giờ dự trữ lâu. Nếu mà chúng ta cảm thấy một thời gian ngắn mà cần dự trữ, nên dùng cái nước đó đi, đem đi nấu ăn hay là gì đó. Còn mình mua cái nước mới để dự trữ, giống như đề phòng động đất chẳng hạn. Còn trong khi cái Kangen Water mình đâu có cần dự trữ gì đâu, phải không? Một ngày bỏ ra có chừng 5-10 gallon để dành trữ, ngày mai xài cũng được, còn thôi mình làm cái nước khác, chuyện nhỏ mà. Rồi bây giờ còn cái gì để mình cho mọi người thấy nó tốt hơn những cái loại nước kia là mình đã thấy rồi. Bây giờ thử nghiệm gì nữa? Có một điều, trước khi tiếp tục, có ai còn hứng thú theo dõi không? Tới giờ này còn phải không ạ? Chính Diệp Thảo cũng không ngờ rằng tất cả những cái nước mà quá trời mắc tiền này lại chẳng có tốt bằng cái nước Fountain Valley của chúng tôi. À, đây là cái nước máy nha. Và đặc biệt cái Kangen nó tốt cái cả nào. Rồi, nhớ, các bạn nào đến giờ phút này muốn tìm hiểu thêm về cái Kangen Water, tìm hiểu thêm về cái máy làm ra cái nước Kangen, nha, nó là Kangen Water, thì có thể gọi cho anh Peter Hà. Anh Peter Hà số điện thoại là 571-217-2899, hoặc là gọi cho cô Jennifer ở 301-442-8785, sẽ được giải đáp một cách thỏa đáng. Nha. Còn ai muốn mua máy cũng gọi Peter Hà hay là cô Jennifer để chúng tôi gửi những chiếc máy đến, thậm chí đến tận nhà nếu có điều kiện được, để hướng dẫn cho mọi người. Mà thật sự có khó xài lắm không? Rất là dễ anh. Cái cách sàn sao dễ, cắm điện sàn. Dạ, cắm điện vô rồi. Gắn thẳng vô cái tap water rồi. Mà lỡ nhà không có điện sao? Phải gọi điện. Ok. Giờ này quay chút xíu nha. Rồi, đây, đây là cái máy. Đây là gắn vô. Ô, mình phải mua cái đầu này để gắn phải không? Cái này là custom thôi anh. Còn không có, mình gắn thẳng vô chỗ cái faucet rửa chén thôi. Rồi. Dạ. Lý do tại sao có nước thải ra? Nước thải ra là khi mà mình nước nó lọc thì nó ra những cái hóa chất và những cái acid thì nó ra bằng cái vòi này, nó giữ cái nước tinh khiết trở lại. Nó vào đây nó tách ra, nó trong đây nó có 7 miếng điện giải bằng cái dĩa điện giải, nó tách cái nước ra làm ra alkali. Rồi bây giờ nó có bao nhiêu loại nước? Tổng cộng 7 loại anh, tức là cái máy này làm được 7 loại nước. Kangen Water 8.5. Kangen Water 8.5. 8.5 là sao? 8.5 là cái pH của nó là 8.5. Ok, về dược sĩ nè. Đăng nè. Có thể giải thích về vấn đề 7 cái level nước của cái Kangen Water, cái máy này làm như thế nào? Để đầu tiên khi trả lời câu hỏi của anh thì để nói quý vị biết là cái máy nước này không phải là máy lọc nước bình thường, mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản, được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đó anh Việt Thảo. Không những thế mà đã có hơn 300 bệnh viện ở bên Nhật đã đưa máy nước Kangen này vào trong bệnh viện để giúp cho việc hồi phục bệnh nhân và giúp cho bệnh nhân phòng ngừa sức bệnh tật tốt hơn. Thì đầu tiên, nước gắn thẳng trong cái tap water sẽ qua cái pre-filter này.
cái pre-filter này sẽ lấy ra những tạp chất và hóa chất của nước, chẳng hạn như chất chlorine, thuốc tẩy nè, chất rỉ sét trong những cái ống nước, hay là những chất chì và những cái loại hóa chất khác. Sau đó, tuy nhiên nó vẫn giữ được cái khoáng chất rất cần thiết cho cơ thể của mình, chẳng hạn như là chất canxi rất cần thiết cho xương, mà những cái nước chai không có được, những nước chai này nó không có khoáng chất trong đó, anh gọi là dead water. Và sau đó nó sẽ qua 7 cái tầng lọc bằng vàng trắng nha, vàng trắng 99%. Nó là platinum titanium. Bạch kim á, là bạch kim trong đây. Thì nó sẽ giúp cho quá trình điện giải nhanh hơn và giúp cho cái máy sử dụng lâu hơn, và cái kế tiếp nữa là nó chống lại cái sự mà nấm mô hay fungus mọc bên trong. Nhiều cái loại máy khác mình rất là sợ, nhiều lúc cái máy mà RO ở nhà anh cắt ra bên trong nó rất là dơ, còn cái này nó rất là sạch nha, tại vì cái máy này sẽ tự động clean luôn cho mình luôn, mỗi lần mình xài bao nhiêu 10 gallon gì đó nó sẽ tự động clean cái máy cho mình. Thì quá trình sau khi quá trình điện giải, cái máy nước này sẽ làm ra được 7 loại nước, làm ra 7 loại nước nha anh. Làm ra 7 loại nước. Nước thứ nhất là nước có nồng độ pH 8.5. Hồi nãy anh hỏi em nước 8.5 là gì, đúng không? Thì 80% đồ ăn thức uống của mình khi mình ăn vào nó sẽ chuyển tải thành những chất axit dư thừa. Đó. Lý do đó mình phải uống nước có gọi là nước alkaline, nước có độ kiềm, để nó trung hòa những chất axit dư thừa đó và nó đẩy độc tố trong cơ thể mình ra. Như vậy thì Kangen Water 8.5, Kangen nước Kangen 8.5 là dùng để uống. Dạ. 8.5, 9.0 và như 9.5. Vậy cái đầu tiên nha, 8.5 Kangen Water là nước để cho uống. Level thứ nhất. Rồi, level thứ hai là nước gì? 9.0. Nó tăng lên. Dạ. Thường thường mình bắt đầu mình uống 8.5 trước anh, để cơ thể mình quen dần, sau đó mình sẽ tăng lên mỗi tuần, cách một tuần sau mình tăng lên 9.0. Tại sao phải tăng lên? Tại vì có nhiều lúc mình uống cao quá nó sẽ giúp, nó làm cho quá trình detox trong cơ thể mình rất là nhanh. Có trường hợp người ta uống nó bị sổ trong cơ thể mình ra. Phải đi từ từ. Coi như 8.5 uống bao lâu rồi mới được uống qua tới 9.5? Một tuần sau mình lên 9.0. Hay là từ từ cũng được phải không? Dạ, từ từ mình tăng lên cũng rồi, được. Rồi, ok. Mục đích của 9.0 là gì? Mục đích của 9.0 cũng như là mục đích của 8.5 là sẽ trung hòa những chất axit dư thừa trong cơ thể mình. Nhưng mà tại sao mình 8.5 được mắc mới vậy phải lên tới 9.0? Tại vì khi mà mình ăn nhiều thịt thà, nhiều khi mình lớn tuổi anh, hay là mình ăn thịt nhiều quá đó, là cái đó còn dư nhiều chất axit lắm, mà lâu nay mấy chục năm nay cơ thể mình nó bị đóng tụ rất là nhiều rồi, cho nên mình cần phải uống. Nói chung lúc đầu vô cho cơ thể quen dần 8.5 trước. 9.5 chính nhập, mục đích của mình là phải uống lên tới 9.5. Rồi. Trừ khi những người nào mà ăn rau quả nhiều, ăn chay thì không cần phải 9.5. Thì uống 9.5. Ok. Thì uống 8.5 cũng được. 8.5, 9.5 là coi như mực nước đầu tiên cho người ta quen. Cái level thứ 3. Level thứ 3 là 9.5. Tại sao? Để làm gì? 9.5 cũng là đẩy những cái chất axit dư thừa trong cơ thể của mình luôn. Mình phải uống nữa? Dạ, mình phải uống tới 9.5. Ủa như vậy không phải uống tới 9.5 là hết, mà phải 9.5. 9.5. Dạ. Rồi bây giờ phải uống tới cỡ nào nữa? 9.5 là maximum ngừng. Là hết nha. Rồi bây giờ phải nói rất rõ nghe, hồi nãy tôi còn không biết nữa. Đầu tiên vô thử là 8.5 trước. Uống thời gian đi. Rồi mình tăng đâu nó lên tới 9.5. À, 9.5 rồi tới 9.5 là hết nha. Chứ đừng vô uống 9.5 liền giống như mà nó mau quá, không cần nha. Từ từ 8.5 trước, còn những người ăn rau cải uống 8.5 là đủ. Rồi, đó là level 3, level 4. Cái mực thứ tư. Mực thứ tư của cái nước là nước làm ra nồng độ pH 7.0. Là rất thích hợp cho những người uống thuốc tây hoặc là mình làm pha sữa cho em bé. Ủa tại sao pha sữa em bé mình uống pha 8.5? Dạ, tại vì em bé cơ thể nó có đủ cái độ kiềm rồi anh. Nó còn nhỏ đó, nó chưa có ăn thịt cá nhiều. Nói tới đây tôi mới nhớ một điều là hồi xưa khi mà nuôi con, nó muốn pha sữa cho con á, mình không có pha nước ở nhà nghe. Mình ra ngoài tiệm mình mua nước pha sữa cho con nó riêng à. Đúng không? Dạ đúng. Như vậy là ở đây mình làm nước pha sữa cho con lít luôn. Mua cái máy này về, nếu nhà không có con thì mình bán nước thì được. Ok, level 5. Level 5 là nước beauty toner. Giống như không biết mấy chị em phụ nữ thường thường mua mấy chai toner trong những cái tiệm đó. Quan trọng rất là mắc tiền. Nhiều người ở nhà nghe cứ lấy nước cái tap water này đó rửa mặt, cái đó không trúng nha. Phải đi mua nước ở ngoài tiệm về để mà rửa mặt. Mấy đồng một chai à? Mắc lắm anh, có nhiều chai toner bán tới mười mấy 20 đồng một chai. Cái này mình làm luôn nước để rửa mặt của quý bà nha. Còn gì? Trời ơi, tôi phải mang cái máy này về mình định. Rồi. Toner này rất là tốt cho da mặt của mình, làm cho da mặt mình săn chắc và làm nhỏ lỗ chân lông. Cái này anh tin. Dò cái mặt em là biết em. Đúng không? Đó, những cái chai này thường thường em xịt mỗi ngày nè. Cái chai hồi nãy đây nè. Đó, em bỏ trong cái chai nhỏ như thế này nè. Mỗi lần sao em bỏ vô được?
Được, mình mở cái nước này ra thôi, mình bỏ trong chai này. Mỗi lần mà mình đi ra ngoài trời mà mặt mình buồn ngủ hay là mất nước gì đó, mình cứ xịt cái chai này. Nhưng mà nước đã uống được phải không? Nước uống được, không có sao hết. À, nhưng mà tại vì dùng để cho xịt ở ngoài. Xịt cái mặt của mình, để cho da mặt mình đẹp. Yeah. Hồi đó cái mặt em sắc xấu quá phải không? Yeah. Em xài cái này da mặt rất là sáng và nó làm cho săn cái mặt của mình. Hay quá. Rồi, level 6, level 6. Nước kế tiếp là nước 2.5, là nước có tạo ra chất axit rất là cao để giết được những vi khuẩn. Chà, cái này thường hơi lạ. Thường anh nhớ là thường mình vết cắt vết thương mình dùng alcohol để sát trùng. Hoặc là dùng oxygenate, tức là H2O2, hydroperoxide để sát trùng. Nhưng mà cái đó là bị rác. Thường nếu mà nó sôi bọt, nó sủi bọt có trường hợp mình bị rác nữa. Còn nước này có khả năng diệt trùng được 99%. Đó. Như vậy ở nhà lỡ đứt tay đứt chân là lấy cái nước. Dùng cái nước này để rửa, nó sẽ giúp cho cầm máu và không có bị nhiễm, phòng ngừa được sự nhiễm trùng. Đó. Hơi lạ nha. Rồi còn lấy vòi không nữa. Bị rác nữa, cái đó rồi, mới hay. Dạ. Khi mình sử dụng nước 2.5 này thì cái vòi nó sẽ nằm bên vòi dưới và cái vòi trên sẽ nước là 11.5. 11.5 này có khả năng là lấy những cái hóa chất trong gạo. Trong những cái rau quả hay thịt cá của mình để rửa rau. Dạ, đem rửa rau. Tại vì có nhiều loại rau hay là những cái loại trái cây á, nó dùng loại phân bón mang tính chất dầu. Giống như anh biết những cái nông trại mà trồng strawberry, trồng dâu hay là trồng cà chua đó, họ phải phun những cái loại pesticide mà mang tính chất dầu. Em có thể chứng minh liền được không? Được, chứng minh liền cho anh. Đem chứng minh liền. Nói các bạn nha. Như vậy nha. Bây giờ nó rõ ràng, tự giờ mình biết là nước nó có nhiều cái level khác nhau. Một cái máy mình có thể làm ra nhiều cái level, và mỗi một level áp dụng để uống nè, để rửa mặt nè, để pha sữa cho em bé nè, để clean vết thương nè, để rửa rau cải trái cây hay là làm cho sạch sẽ đều được hết. Cái này chi tiết là phải gọi cho Peter hả? Ở số điện thoại là 571-217-2899 hoặc là của Jennifer ở số điện thoại 301-442-8785 để mình biết chi tiết nha. Rồi, để hỏi thêm, chứ bây giờ mình đứng đây nói nó nhiều lắm. Bây giờ phải chứng minh cho mọi người thấy nè. Ở đây tôi thấy có trái cà, đúng không? Dạ, trái cà. Trái cà làm sao? Cà bây giờ Tân mở ra, Tân sẽ rửa bằng cái nước. Bây giờ khoan rửa nè, cái trái cà này vẫn ăn được. Dạ. Đúng rồi. Xin lỗi. Cái trái cà này đó, mặc dầu từ farm đưa vô, nhưng nó phải rửa sạch sẽ. Có nhiều người nói rằng, ô, cà mua về đó mình phải rửa lại nha, nó dơ. Không có. Nếu cà này dơ đó, nó bỏ vô hộp này là nó phạm cái tiêu chuẩn vệ sinh. Và cái trái cà sẽ mau hư lắm. Cho nên trái cà muốn giữ được lâu ngày và trong sạch tươi tốt đó là nó phải sạch sẽ. Trái cà này ăn liền được nè. Đúng không mà? Rồi. Nhưng mà tại sao bây giờ mình rửa thì nó được cái gì? Tại sao phải rửa? Tại vì trong anh ăn như vậy, nhưng mà anh biết là hồi lúc mà anh có nói một cái câu là nếu mà không sạch sẽ thì nó bị hư, đúng không? Thì nó có hóa chất nó giữ trong đây. À má ơi, nó giàu rồi. Anh biết không? Thì đó, mình tại sao mình phải rửa? Thường thường cái nông trại khi mà trồng cà đó, họ phải dùng cái loại phân bón. Họ phân bón thì nó bám rất là chặt. Cái gì vậy? Phân bón chất dầu đó anh, nãy giờ anh biết. Mà thường thường nước thường rửa không có ra được cái này. Đó, bây giờ em sẽ rửa bằng nước. Hèn chứ cái trái cà nhìn bóng lưỡng hả? Với lại bòi da. Tôi chết rồi, tự do là chất wax. Chất wax và những cái loại pesticide mà chất dầu. Chờ em rửa xong rồi ăn anh. Đừng ăn bây giờ anh, nó vẫn còn những cái chất chemical đó. Thế nè, tôi nói thiệt hồi đó vợ nha, mua về lặn liền luôn. Nghe cả giá cái miệng đó. Tại vì làm giá đó, cái giá mà khi người ta đem ra rồi đó là có thể ăn được liền. Là tại vì sạch lắm. Ngay cả cái chỗ làm giá người ta phải mặc cái áo ở ngoài. Mình không phải tự động vô chỗ làm giá người ta cho đâu. Phải rất là kỹ. Nó khử trùng đến đâu. Còn nếu không mà lỡ bị một cái đó là cái bacteria làm cho giá bị hư hết. Cho nên giá đem về có thể ăn liền, nhiều người đem rửa không cần thiết. Nha. Bây giờ mới hiểu ra một chuyện. Thường thường trái cà bóng lưỡng này về là mình bỏ vô nấu canh luôn, bắt qua đổ nước rửa sơ sơ. Mình nghĩ nó là bụi dơ. Chứ bây giờ mình có nghĩ là nó cái chất wax hay là cái chất mà làm cho nó bóng lưỡng như thế này là cái chemical để nó bảo quản cái trái cà chua khỏi hư đó anh. Thấy không? Nhớ nghe các bạn, bữa nay đừng mua nước. Đừng mua nước khen gần. Không cần. Bữa nay mình học được một điều là mua trái cây về có phải rửa sạch sẽ. Nhưng mà rửa sạch sẽ để mình coi rửa bằng nước khen gần này nó hiệu quả như thế nào, rồi mà hả thay đổi ý định nha. Đầu tiên khoan mua nước đi. Bây giờ em lấy cái nước 11.5. Rồi. Ok. Đó, cái vòi trên là để rửa rau quả trái cây. Mình để chừng một vài phút ha. Ok. Và đồng thời anh Peter lấy một cái loại nước nào rửa thường coi. Rồi, lấy nước này đi. Lấy nước này rửa đi, đổ cho rửa. Nước này cũng mắc kèn à. Dạ.
hai loại ha. Rồi. Rồi. Phải bao lâu? Để chừng một vài phút anh, để mình coi thử. Rồi cái này là biết nằm vị trí thì hay là cái chai nước này nha. Trong khi mình để một vài phút á thì em có cái pH tester để mình test coi thử những cái chai nước này mình có nghĩ nó là neutral không? Hay là nó bị acid? Neutral là 7. Dạ. Yeah. Ok. Dạ. Yeah. Hay là nó chất kèm, chắc chắn là không phải là kèm rồi, tại vì đây là nước thường liên quan rồi. Okay. Yeah. Thì coi nó ra như thế nào ha. Em dùng cái pH tester này. Rồi được rồi. Đây là cái pH tester là test cái độ acid. Yes. Nó nằm ở trong cái những chai nước. Cái này người ta dùng để test trong hồ bơi rồi đó anh. Hả? Dạ. Để coi thử cái trong hồ bơi có cái độ acid. Dạ. Rồi bây giờ anh nhỏ đi để cho anh nhỏ xuống. Nhỏ vô đâu? Nhỏ vô chai luôn hả? Bốn giọt giùm em. Một, hai, ba, bốn. Đó. 1, 2, 3, 4. Dạ. 1, 2, 3, 4. Tại sao 4 mà không 5? Nhiều cũng được hết nhưng mà không sao. Sao nó xanh lè vậy? Anh đi tờ. Sao kỳ vậy? Cái này là nước mà đắt tiền nè, còn cái này là ồ như vậy xanh là nó tốt hơn đúng không? Dạ, yeah, nó đỡ. Thử vô cái can Kangen water. 1 2 Ý tím ngắt vậy? Yeah. Thì theo cái chart này anh Tham Việt Thảo thấy nè. Như vậy thì cái màu này là nó nằm vào cái khoảng này. Yeah. Soda. Dạ, yeah, nước soda nè thì cái neutral tức là cái acid, cái này cái độ acid là bảo hòa là 7 nè. Dưới 7 là acid. Dưới 7 là acid rất nặng. Như vậy là trong cái nước Sprite 7 Up nha, lượng acid rất nặng nha, uống nhiều cái này không có tốt. À, có lần chúng tôi thử nghiệm lấy cái nước Coca-Cola, nói cái đạn hàng Coca-Cola kiện tôi đó nha. Vô ok nha. Chúng tôi đổ vào trong cái bồn vệ sinh. Yes. Một ngày hôm sau dỡ ra nó rửa sạch nha. Có rửa được đó nha. Đúng rồi. À, nó cái độ chất acid rất là cao. Cho nên chúng tôi uống vào thấy đã nhưng mà nó không tốt. Ok, bây giờ cái nước này là nước Aquafina. Dạ. Yeah. Thì nó cũng là nặng hơn. Nói chung là những cái màu vàng này nặng hơn. Bây giờ chúng ta qua cái nước này nó hơi đắt tiền chút xíu đây. Là màu lên tới màu xanh. Cái này neutral. Trên chút xíu. Ok. Dạ đỡ hơn chút. Ok. Và cái nước của cái Fountain Valley của thành phố chúng ta đang ở đây thì better. Ôi chà, nó lên trên này chút xíu. Dạ. Riêng cái Kangen Water thì cái màu nó đổi sang tím, tức là nó lần tuột ở trên này luôn, giỏi không tới luôn. Ok. Như vậy thì cái chất nó nhiều cái alkaline hơn, healthy hơn. Ok. Đó là cách thử nghiệm. Bây giờ mình coi lại mấy trái cà. Wait, chờ em chút. Em muốn nói cái này một chút. Khi mà chẳng hạn như anh đi travel, em đi travel thì mình đâu có nước Kangen, mình đâu có xách máy, nhiều khi mình đâu có xách máy đi được phải không? Mình cũng vô nhà hàng mình uống bất cứ loại nước nào. Nhưng mà về anh có cái nước Kangen này. Ha, cơ thể anh nếu mà không có được healthy đi, anh uống cái nước đó, bây giờ bỏ giùm em. Thì được. Dạ, anh bỏ vô. Ok, bây giờ mình bắt đầu. Mình được. Đi, bắt mình đầu uống từ nước đây tùm lum đi. Bắt đầu từ nha, được không sao đi. Bây giờ đó, ok, mình về nhà mình uống canh gần vô. Dạ, yeah, coi cơ thể mình như thế nào. Dạ. Cái soda thì... Không quên. Phải uống nhiều, uống nhiều nước vô nó mới đỡ. Cơ thể anh sẽ healthy lại. Oh yeah. Yeah. Nếu mà anh ăn uống bất cứ gì anh đừng có nói tôi đổ này ra màu đỏ đi. Ok. Dạ. Hay quá, như vậy thì bây giờ đó mình đi xa mà mình không có đem Kangen Water theo, mình uống bậy bạ, uống rượu uống bia gì không biết nha. Dạ. Uống nhiều Kangen Water vô nó sẽ clean lại, nó sẽ làm cho tốt hơn. Có một điều nói gì chứ những cái máy này bây giờ mang đi được hết nha. Dạ. Dạ, bỏ trong vali gửi đi được hết, không có gì cả. Nha. Rồi nếu mà cơ thể anh healthy cái nè. Healthy thì anh uống chút xíu này vô. Còn như thế nào? Uống chút xíu này vô mỗi cái. Mỗi cái một bỏ anh mấy cái giọt thôi. No. Một cốc thôi. Cho. Nó bỏ bên đây, bỏ bên đây. Nó vàng trở lại. Trời ơi trời ơi má ơi. Đó. Đó, cái này luôn. Cái này luôn. Anh uống Kangen quá trời, bây giờ anh uống cái này vô. Rồi. Rồi. Người anh acidic không ạ? Trời luôn.
không thật đã sự á, cái mùi vị ngọt nó đã lắm. Nhưng mà bây giờ dòm cái này thôi, để tới đừng thèm uống này nữa, uống nước thường rồi. Thà uống nước thường, thà uống nước thường thôi nghe. Đây, dám dám xu tôi không? Xu tôi là tôi kêu ông Donald Trump ra cãi lại đấy. Hay quá, hay quá. Bây giờ mình coi qua những cái trái cà. Đúng rồi. Những cái trái cà của mình tới đâu rồi? Ok, để tôi phân biệt coi có cái gì lạ không nha. Đây là cái nước, trái cà hồi nãy nữa bằng nước thơm. Và đây là trái cà nữa bằng nước khen gạch. Bây giờ tôi đổ nước nó ra, coi đúng cái rồi. Sự khác biệt như thế nào. Đây là những cái trái cà rửa bằng nước thường, đổ ra. Cái nước nó vẫn trắng và trái cà không có gì thay đổi, đúng không? Ok, như vậy thì nếu mà nói rằng cái này là nó bị quá chất bảo quản hay là quá xì ra là vẫn còn nguyên. Ok, bây giờ cái nước mà cái trái cà này rửa bằng cái nước Kangen water thì cái màu nước nó có thay đổi không? Ui chà, nó là. Rồi. Bây giờ tôi coi thử coi nha. Anh ăn thử. Giữa tôi coi rửa hai trái cà. Cái độ bóng của trái cà này nhiều hơn nè. Cái này nó bớt đúng bóng rồi, lại. Bây giờ tôi thử ăn cái trái này. Trắng. Giòn. Giòn. Giòn hơn. Mềm hơn. Chưa chưa. Có khác hơn. Hấp tính bây giờ lấy ăn thử. Tin Việt Thảo. Ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cái Kangen Water. Trước mặt mọi người nói rất rõ. Tôi không có nhận thù lao này. Tôi không có đòi hỏi phải trả cho tôi một cái lãng khoản lệ phí nào cả. Tại vì tôi muốn đời sống mọi người tốt đẹp hơn, cái tuổi thọ kéo dài hơn, để chúng ta dành cái tình thương yêu cho gia đình, cho con cái, cho thân nhân, cho bạn bè. Tôi nói cái tiếng cầu nguyện ở bệnh viện nó nhiều hơn là cái tiếng cầu nguyện ở giáo đường. Cái vách tường ở bệnh viện đó nghe cái tiếng cầu nguyện hàng ngày còn nhiều hơn cái vách tường ở nơi giáo đường hay là ở chùa. Là tại vì người ta kề cận với cái chết, người ta sắp sửa chết, hay là thân nhân sắp sửa phải ra đi, phải cầu nguyện để ở lại. Chúng ta không muốn trường hợp đó xảy ra. Một trong những cái mà bỏ vào miệng đó là nước. Một trong những cái bỏ vào miệng thường ngày đó là thực phẩm, là ăn, là uống. Mà tại sao chúng ta không biết quý trọng cơ thể của mình bằng cách hãy sử dụng những cái nguồn nước tinh khiết bằng cách là dùng những cái máy lọc mà đã có hơn 40 năm qua mà mình có nhiều người chưa biết nha. Bao nhiêu tiền dễ vậy? Chúng ta làm bao nhiêu tiền đi chăng nữa là cũng để xài, để sử dụng cho cái đời sống của mình. Các bạn ơi, tiền chết mang đi không được, nhưng giữ cái tuổi thọ, đời sống tốt đẹp hơn thì chúng ta hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, có phải không nào? Tân có uống nước Kangen Water không? Dạ, em uống hơn một năm nay. Hơn một năm nay. Có sự khác biệt như thế nào? Dạ, sự khác biệt mình thấy rõ là nếu mà một người như mà tuổi như Tân ấy không có bệnh á thì mình phòng chống, nhưng mà Tân á là bị bao tử, bị loét bao tử, thì cái này á ngày xưa là Tân phải có, lúc nào cũng có thuốc trong tủ thuốc á. Tại vì somehow tối ăn vô là thường thường cái giờ đêm bị heartburn, thì cái này đã hép Tân coi như là bây giờ Tân không biết những cái thuốc đó là gì nữa. Dạ, cái đó là hép Tân thấy rõ rồi cái đó. Nó giống như ngày xưa khi mà cái người lân dân quê họ cảm thấy bệnh hoạn, họ đến nhà thờ họ xin nước thánh vậy. Nó là những cái nước tinh khiết từ trong lòng đất chảy ra qua những mạch nước tạo thành viên nước để người ta uống nha. Thì bây giờ chúng ta có Kangen Water. Đăng, em có sử dụng nước Kangen Water? Em sử dụng hơn một năm rồi anh Thảo. À, dạ. Cảm giác? Thì cơ thể em rất là khỏe mạnh, em uống nước này để phòng ngừa bệnh. Nhưng mà có những người bệnh nhân cũng như người bạn bè, chẳng hạn như gia đình của em có người bệnh tiểu đường, và mẹ của em thì bị bệnh chuyên môn là bệnh đường ruột á, là ăn cái gì dễ bị trúng thực lắm. Nhưng mà sau khi sử dụng nước Kangen hơn một năm nay, cái triệu chứng không bao giờ xảy ra nữa. Ok. Dạ. Peter Hà, dạ. Anh có sử dụng Kangen Water? Dạ có. Là sử dụng được 2 tháng thôi. À. Nhưng mà cái công hiệu của nó thì rất là nhiều công hiệu. Mà đối với mình có một cái chuyện rất là khó chịu trong cuộc sống, đó là bị vẩy trời cái chân. Mà nó dày lên mà đêm nào cũng ngứa. Mà gãi là chảy máu, mà cứ ngứa mà sức nhiều loại lotion khác. Là nhiều loại cao cấp lotion mà cũng không hết. Nhưng mà đem cái nguồn nước 2.5 rửa xong rồi dùng nguồn nước 6.0 rửa trong vòng có 2 tuần lễ thôi, nó mỏng đi và nó gắt liền da và nó sát cái da rồi, như là sắp lành, không ở ngay cái chân của mình bên tay trái. Người ta mua cái máy Kangen Water về
mà không trị hết được rồi tôi chửi ông ạ. Có một người bạn nữa người bạn nữa là người bạn họ cũng vì kinh tế khó khăn mà cũng hoài nghi trong cái máy này, trong cái nguồn nước này, cho nên xách cái bình 5 gallon tới nhà mình nói bây giờ cho mình xin được không, xin nước thử đi rồi sẽ mình sẽ cố gắng mua. Thì anh xin, tưởng ra anh xin lần trong vòng một tuần anh xin một lần, anh xin liên tục là bốn lần, là bốn tuần, tuần nào anh cũng là lấy 5 gallon về. Hỏi anh lấy về làm gì? Tiểu đường dạo này độ nó xuống. Rồi sao ông không mua cái máy đi? Chuẩn bị mua, tại vì xuống là tinh thần phấn khấn sẽ mua cái máy. Dạ. Nếu chúng ta nói càng nhiều đề tài mà nó là thật nha, nó là thật. Tôi có nghe giới thiệu về cái Kangen Water rất nhiều. Và thậm chí có người email tới, bây giờ tôi vẫn còn giữ cái email đó. Rồi gửi tới trên Facebook, chụp cả hình ảnh để giúp phổ biến cái máy Kangen Water. Xin lỗi, tôi có một cái lỗi lầm rất lớn. Cách đây mấy năm về trước, tôi không phổ biến và không giới thiệu. Tại vì tôi nghĩ, ôi sao ba cái đồ này giới thiệu làm cái gì? Tại sao phải giới thiệu? Chắc cũng ba cái sản phẩm ba. Cái gì cũng phải qua cái duyên. Ngày hôm nay, tôi giới thiệu cái Kangen Water đến với tất cả mọi người. Trong cái hoàn cảnh kinh tế của mình, tôi không cần biết giàu nghèo. Hãy sử dụng cái Kangen Water. Đến lúc đó chúng ta mới thấy cái sức khỏe như thế nào, đời sống ra sao và hiệu quả kinh tế. Thì lúc đó mọi người sẽ cảm ơn Dược Thảo không hết nữa. Ngày hôm nay tôi mới biết và tôi mạnh dạn giới thiệu đến mọi người. Hãy tin Dược Thảo. Hãy liên lạc với anh. À tôi không có bán nha, nói trước. Liên lạc với anh Peter Hà có mặt ở đây. Ở số điện thoại là 571-217-2899. Hoặc là liên lạc cô Jennifer ở số điện thoại 301-442-8785. Còn nếu cần thiết nữa, liên lạc thẳng Việt Thảo 714-414-3358. Thực sự liên lạc Việt Thảo vô ích thôi. Tại Việt Thảo không có bán máy và không có giới thiệu gì cả. Tôi chỉ biết rằng Kangen Water là một cái loại nước cần thiết trong đời sống của mình. Từ vệ sinh, từ sức khỏe cho tới trị liệu những cái căn bệnh. Mà ở đây có dược sĩ Đăng, có nhà phân phối một thương gia là anh Tân. Cũng như giờ Peter Hà ở đây. Hãy tin tưởng điều đó. Nhớ nha quý vị, nhớ nha các bạn. Hãy sử dụng Kangen Water. Đây là lời giới thiệu của Việt Thảo. Mục đích duy nhất là gì? Là muốn cộng đồng chúng ta vững mạnh hơn, qua từng gia đình khỏe mạnh hơn, từng cá nhân đời sống tốt đẹp hơn. Mong rằng Kangen Water sẽ làm thay đổi cuộc sống của mọi người, để chúng ta có một đời sống vui tươi hạnh phúc với gia đình. Alright, cảm ơn Peter. Nhớ nha, Kangen Water, the best water on earth.